Và đây là cảnh đẹp của thiên nhiên Hà Giang, phải nói rất là đẹp các bác ạ. Lên đây mới hưởng được những cái không khí trong lành của Hà Giang mang lại. Một con máy quá bé giữa rừng núi thiên nhiên. Xin mến chào quý vị và các bạn. Sau khi đã sửa chữa xong xuôi cho em Doosan DX140 đời 2006 này, thì bây giờ anh em chúng tôi sẽ cùng với máy di chuyển về công ty, cụ thể là bác chủ của con máy này. Bây giờ thì mời các bác cùng theo dõi cái hành trình máy xúc DX140 này di chuyển quanh qua các địa hình rừng núi của Hà Giang nhá, để xem rằng là cái hành trình di chuyển của con DX140 này ở trên núi nó có khác biệt gì so với di chuyển ở dưới đồng bằng không nhá. Chiêm ngưỡng và đi theo máy ở đồng bằng nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình mới có dịp chiêm ngưỡng và đi theo máy ở một cái vùng núi, cụ thể là một cái vùng núi cao ở Hà Giang. Đấy, tính từ cái địa điểm mà anh em chúng tôi sửa chữa máy xong để di chuyển ra cái chỗ mà bãi tập kết đấy, thì cũng rơi vào tầm mười mấy cây các bạn ạ. Với khoảng mười mấy km đường trường thì nó rất là nhanh, nhưng mà mười mấy km của đường rừng núi thì nó rất là lâu. Và trong video các bạn có thể nhìn thấy rằng là ở đây nó có một cái đường núi dốc rất là cao. Vì cái địa hình dốc cao như thế này ấy, thì bác tài của chúng ta hiện tại đang đi số 2. Đấy. Máy gần như vậy là đang đi số 2 các bác nha. Số 1 thì nó rất là chậm. Vì dốc, toàn dốc cao, mà những cái cua như thế này mà chúng ta đi số 3 thì nó trôi rất là nhanh. Như thế là khá là nguy hiểm. Vì máy xúc này nó không như là ô tô. Ô tô thì nó có cái hệ thống phanh rất là an toàn. Cái máy xúc này thì không dám là đi hết số rồi. Đấy, gọi là chỉ đến số 2 thôi. Đây, và trên cái biển chỉ dẫn này thì con dốc này là 10%. 10% một cái dốc cũng rất là cao. Vừa nãy thì anh em chúng tôi đang ở trên đỉnh. Bây giờ thì anh em chúng tôi đã ở cái cung đường dưới này rồi. Sẽ khoảng mất tầm dự tính tầm 40 phút mới di chuyển được về tới nhà. Ở đây thì mình đang ngồi trên con xe máy. Đấy, xe máy thì để an toàn thì mình cũng đi cái số nhỏ. Đấy, còn những cái dốc nào thấp thì có thể là mình đi không cần nổ máy cũng được. Đấy, nhưng mà an toàn nhất vẫn là nổ máy, cài số nhỏ. Từ khi nào mà xuống cái tầm đường bằng ấy thì mới đi được số 3 thôi. Đấy, thì máy nó gắn này. Được một cái là ở đây thì xe cộ đi lại không có nhiều. Đấy, nên là cũng rất là dễ dàng trong cái việc tránh né. Và đây là những cái ruộng bậc thang, những cái ruộng nho nhỏ của mảnh đất xín mần Hà Giang. Lúa thì đang vào trong cái vụ chuẩn bị được thu hoạch rồi. Đấy, cái này chỉ tầm chục ngày, hơn chục ngày nữa là thu hoạch thôi. Ở đây những cái ruộng lúa bậc thang. Đây, một con dốc cua tay áo 10%. Đường này thì gần như là một mình một đường luôn. Những khúc cua. Người ta nói là cuộc đời là những khúc cua mà. Đấy, nhưng mà cua nhầm một tí là thua cuộc đời luôn. tốc độ khoảng 5-6 km/h. Chắc phải hết cái dốc này thì mới xuống được cái đường bằng. Đây, đứng từ dưới này nhìn đây các bạn thấy ruộng bậc thang khá là đẹp. Đấy, có vẻ như đến đoạn này thì dốc đã giảm nhiệt hơn rất là nhiều. Lúc này mày có thể chạy được nhanh rồi. Thì lại có một đoạn dốc, nhưng mà đây thì càng ngày càng xuống chân dốc rồi. Đây là đi theo kiểu là muốn quá tốc độ cũng không được. Đấy, vẫn thi thoảng có những con xe chở hàng đi qua đây. Xe ở đây thì mình để ý là đa phần là chủ yếu là chở cát, đá. Đây, thời tiết Hà Giang hôm nay phải nói là rất là đẹp, rất là chiều lòng người. Một khúc cua thơ mộng. Đấy, để có thể về được nhà thì bác Tài của chúng ta phải trải qua rất là nhiều những cái khúc cua ngoằn nghèo uốn éo. Đấy, và đây là cảnh đẹp của thiên nhiên Hà Giang, phải nói rất là đẹp các bác ạ. Lên đây mới hưởng được những cái không khí trong lành của Hà Giang mang lại. Một con máy quá bé giữa rừng núi thiên nhiên. Giữa một cái thiên nhiên bao la rộng lớn hùng vĩ, một em Doosan quá nhỏ bé giữa núi rừng nơi đây. Và vượt qua những cái con đường dốc cao thì bác Tài của chúng ta cũng đã di chuyển tới một cái con đường bằng phẳng. Nói là bằng phẳng nhưng mà cũng vẫn là dốc đấy các bạn nhé. Nhưng mà nó có điều là nó không dốc cao như là những con dốc phía trước thôi. Quá tuyệt vời. Khúc này thì nó không cao gắt như cái đoạn đầu đi nữa. Và đường ở đây thì cũng không đẹp bằng như đoạn đầu. Nhưng mà dù gì không phải là đường đất là được rồi. Vậy nên là máy móc mà hoạt động ở trên cái địa bàn xa xôi này ấy, ngoài cái việc làm ra thì khi sửa chữa cũng rất là đắt đỏ. Nhất là xa xôi về mặt địa lý. Thứ hai nữa là vận chuyển đồ đạc và tất cả mọi thứ cũng đều khó khăn. chắc ở trên này lái máy thì toàn người ở đây thôi, chứ còn ở các nơi khác đến thì sợ không làm được, vì là ở đây nó xa, mỗi lần di chuyển nó rất là vất vả. Đây, cái thác nước này, ở đây không khí thì rất là trong lành và sạch sẽ. Vậy nên khi đến bên núi rừng ấy, đa phần là đến rồi không muốn đi. Dưới thành phố thì toàn hưởng những cái khói, cái bụi của nhà máy thải ra, nhưng mà ở đây thì lại được hưởng những cái khí hậu mà có tiền cũng không thể mua được. Đây là một góc nhỏ đấy. Bên này là một cái quả đồi, bên kia cũng là một cái quả đồi rất là cao, và bên dưới là một cái thung lũng rất là sâu. Thung lũng này thì phục vụ cho nhu cầu lấy nước của người dân nơi đây. Đấy, và đứng từ phía này xa xa mình đã nhìn thấy những người dân ở nơi đây, người dân bản, họ đang đi lấy củi. Dân bản, mình không biết là Hà Giang thì có những dân tộc gì, hình như là dân tộc Tày với dân tộc Nùng hay sao ấy. Và điều đặc biệt là khi đặt chân đầu tiên đến cái mảnh đất Hà Giang các bạn ạ, là mình rất là lạ cái là cái hôm đầu tiên mình xuống thị trấn ấy, và cái hôm sau mình vào trong này thì mình thấy là toàn bộ xe máy họ đều vứt ở ngoài đường. Và điều đặc biệt hơn nữa là khi vứt ở ngoài đường thì họ lại để luôn cả chìa khóa ở đấy. Và theo như mình có tham khảo thì các bác ấy bảo là ở đây thì riêng xe máy mà vứt cả xe máy và cả chìa khóa ở đây, một vài ngày sau về thì ở chỗ nào vẫn còn nguyên như thế. Thực sự đây là một cái điều mà không nơi nào có được đấy, chứng tỏ là ở đây rất, ngoài cái việc là thiên nhiên đẹp ra, thân thiện ra, thì con người ở đây cũng rất là thân thiện và cực kỳ là an ninh tốt. Mình gọi là một cái mảnh đất rất là đáng sống. Đây, khúc này thì chắc khả năng là đoạn đường này đang trong cái quá trình sửa chữa, nên là có những cái đống đá đổ ở ven đường. Đường này thì chỉ đi ban ngày thôi, ban đêm thì không có ánh điện. Mong sao là nhà nước sẽ đầu tư cho những cái vùng cao này nhiều hơn, đầu tư đường điện để cho dân họ đi lại cho đỡ vất vả hơn, và sửa chữa lại những cái đường này để cho người ta đi lại nó được ngon nghẻ hơn, giúp cho lưu thông trong các vùng miền nó được nhanh hơn. Lái máy nếu như muốn trải nghiệm những cái cảm giác mạnh thì chắc hẳn là phải làm việc ở trên những cái vùng cao như thế này. Vâng, và đứng từ một góc này thì mình đã nhìn thấy ở phía xa xa kia có những cánh đồng lúa, những cánh rừng và những cái thung lũng rất là đẹp. Và theo như mình nhìn thấy ở cái mốc quốc lộ đây thì đang để là DT 177 km 87, cách quốc lộ 2 37 km. Đường này thì là đường DT 177 các bạn. Ở đây những cánh rừng thông. Đi sâu vào trong thì đang thấy là cái vẻ đẹp của Hà Giang mang lại. Đấy, di chuyển máy ở một cái đường xa và dài như thế này cộng với dốc cao thì mà lại di chuyển cái số thấp nữa để mày khá là nóng đấy các bạn. Đây, góc này chắc là mới bị sạt lở xong. Góc này sạt lở xong thì đã được xử lý rồi. Ở đây mà mỗi lần mà sạt lở mà không có máy thì sức người mất được rất là nhiều thời gian và công sức. Đấy, và từ khi nãy giờ mình di chuyển thì phía đường trên thì mới gặp hai con ô tô, phía đường dưới này thì cũng mới được một con xe khách nho nhỏ và người dân thì mới có một xe máy đi lại thôi, chứng tỏ là tầm này người ta đi làm hoặc là không có ở nhà nên là đường sáng người ta không đi lại nhiều. Ở đây Xín Mần thì đồi núi có đất nhiều, nhưng mà về đằng Yên Minh thì lại đồi đá nhiều các bạn. Đây, và đây là những thửa lúa chín. Đấy, lúa này thì sắp thu hoạch rồi. Và như theo mình nhìn thấy thì là ở đây có một vài thửa nhỏ chắc cũng sắp gặt thôi. Lúa này thì mình không biết là lúa gì, không biết đây là lúa nếp hay là lúa thường. Đấy, những con nước từ trên suối chảy xuống, khúc cua. Đấy, nghe thấy âm thanh của gió, của lá cây và âm thanh của tiếng suối chảy. Đây, lúa đây. Mình không biết là xa nữa không có tới. Phải nói là một cái hành trình dài đấy. Đây, nước này. Nước này thì họ lấy từ trên suối, họ lấy xuống này. Đây, một ruộng nhỏ nhỏ này. Đấy. Leo lên rồi lại xuống dốc. Lúc này máy càng ngày càng leo lên cao rồi. Leo lên cao thì ngắm cảnh nó mới đẹp được. Ở phía bên tay phải mình nhìn thấy thì ở những cái dãy núi bên kia thì họ đang trồng thông. Còn bên này thì toàn là cây rừng mọc tự nhiên thôi. Xe đi toàn số thấp, dốc cao nên là máy khá là nóng. Cộng với đó nữa là lốp cũng nóng luôn. Những con dốc cao đang được bác tải chúng ta chinh phục. Đẹp luôn này. Mình nhìn lại đằng sau này. Nhà dân bên kia thì có những cái ngôi nhà ở san sát nhau và cũng có những ngôi nhà thì ở cách xa nhau. Được một cái thì ở đây thì có đường điện. Chắc chắn là dân bên kia là họ cũng có điện rồi. Đây, đây cảnh đằng sau đây các bác. Đó. tuyệt vời luôn. Giữa khe của cái thung lũng rất là nhiều nước ở đây mà bắt cá, chắc hẳn là cá rất là to đấy. Càng ngày máy càng tiến sâu vào phía bên trong. Khóm lúa chín màu vàng đang xen lẫn những cây cổ thụ màu xanh, tạo nên một bức tranh tuyệt vời cho chín phần Hà Giang. Từ đây thì mình có thể nhìn thấy là tận phía xa kia trên cánh đồng lúa chín, những người dân nơi đây đang tiến hành thu hoạch lúa. Ở đây thì cũng có ruộng là chín rồi và có những cái ruộng là chưa chín. Nhau rất là khó. Đường nó bé. Toàn núi là núi, mà lên núi thì toàn thấy núi thôi. Đây lại là một cái con dốc cao. Dốc này máy di chuyển có vẻ chậm đi. Đấy, đến xe máy của mình di chuyển ở dốc này cũng còn cảm thấy vất vả. Toàn phải đi bằng số 1 thôi. Phải kiên nhẫn đấy. Bình thường như là xe đi được rất là nhanh, nhưng mà đây mình lại phải đi chậm lại. đi lên những cái dốc cao mà lại phía bên phải lại là những cái vực thẳm như thế này thì chỉ cần sơ sẩy một chút xíu thôi là rất là nguy hiểm đến người và máy các bạn. Đấy, đây những cái chỗ này này là những chỗ sạt lở này. Đây mà anh em nào mà lái máy mà không may rượu chè vào rồi lái xe mà ngủ gật ngủ quên phát là rơi thẳng xuống cái thung lũng này thì từ máy người chắc chả còn gì được. Nên là khi mà lái máy ở những cái khúc mà vực sâu như vậy phải rất là thận trọng. Chỉ cần nhầm nhọt sơ sẩy một chút xíu thôi là phải trả giá rất là đắt đỏ. Đấy, chỉ cần sơ sẩy tí, xém một tí là xuống vực luôn. Đây, đến cái đoạn này thì tiếp giáp với cái khe này, cái thung lũng này rất là gần. Đấy, làm ở trên rừng núi như thế này di chuyển rất là hại các bác ạ. Đấy, những cái khe nước tự nhiên này. Di chuyển rất là hại luôn, di chuyển quá xa, máy thì nóng, máy nóng, lốp nhanh mòn. Bây giờ mà có một ngôi nhà, một con máy và một mảnh đất ở đây thì còn gì bằng, đúng không ạ? Sáng dậy thì được hưởng những cái không khí trong lành từ thiên nhiên mang lại, xuống sông xuống suối tắm, sau đó mang máy đi làm thì đúng là không còn gì bằng rồi. Thì cứ vội vàng, phát tài của chúng ta thì vẫn cứ thong dong bình tĩnh với cung đường mà đang di chuyển. Và đứng từ đây mình có thể nhìn thấy phía xa xa kia, hiện tại có một em Komatsu PC200 màu vàng chóe và một con Komatsu PC200 màu nhạt nhạt. Đó là một con đời thấp và một con đời cao. Đó chính là cái bãi nơi mà máy móc tập trung và tập kết ở đấy. Một cái bãi tập kết sát và sâu, rất là thuận tiện cho cái việc là nước nôn. Đứng ở đây các bạn có thể nhìn thấy không? Những đoạn đường cuối cùng. Đây là những cái đường nhỏ để đi vào trong các nhà dân. Đậu máy đã lộ ra trước mặt các bạn kia. Đấy, trải qua những cái con đường ngoằn nghèo, những cung đường quanh co khúc khỉu, thì cuối cùng anh em chúng tôi cũng đã di chuyển máy từ một cái vị trí trên cao về tới bến bãi đậu các bạn ạ. Đấy, khi mà di chuyển về xong thì buổi chiều thì sẽ tiến hành vệ sinh và xem còn những gì phát sinh không để xử lý nốt. Kết thúc ngày thứ hai làm việc ở trên bản. Video của mình hôm nay thì cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tiếp theo.